Rất nhiều bà con hỏi em Khánh là khi mà kéo xong cây 1 thì cây 2 thì mình nên làm gì? Cây 2 thì quay lại như cũ nha quý bà con nha. Thứ nhất là các bác vào humic cho em Khánh, humic, đổ humic hoặc là humic 4:1 cho em Khánh nha. Để kéo tiếp một lần này nữa mình kéo cây 2 cho nó khỏe dùng em Khánh. Còn đối với những cái vườn nào mà các bác thì các bác dùng em Khánh này, các bác kéo thêm cho em Khánh cả chồi nách nha. Chồi nách nhá, chồi nách dùng em Khánh nữa, mình kéo cả chồi nách nữa thì bỏ thêm cho em Khánh một chút lân để nó kéo cái chồi nách. Đây là như là cây này là xong, cây 1 là xong. Giờ mình tiến hành mình kéo cây 2. Kéo cây 2 thì sau khi đó thì nếu như ra vườn nhà quý bà con trong thời gian vừa rồi á, đổ humic xong, bỏ humic xong thì 10 ngày thì các bác có thể đổ hữu cơ amino dùng em Khánh, còn không thì các bác có thể là bỏ 30-10-10 hoặc là các bác bỏ cho em Khánh đổ cho em Khánh đạm cá, nhưng mà mình nên luân phiên hoặc là cứ 10 ngày thì các bác đổ cho em Khánh là NPK dạng hữu cơ mà có lượng đạm cao để mình kéo đấy đúng không ạ. Nhớ dùng em Khánh là năm nay là các bác làm theo quy trình của em Khánh thì nhớ bổ sung các chico dùng em Khánh nhá. Cứ một lần mình bổ chico, mình vải chico như vậy á, nó không có bao nhiêu cả đâu, nhưng mà nó sẽ làm cho cái nội sinh của cây nó được tốt hơn, nó sẽ hỗ trợ nấm gần như là tiêu diệt các cái nấm có hại đi, đúng không ạ. Và hơn nữa là tơi xốp đất dùm em Khánh để năm nay mình cương quyết là phun bớt nấm. Bao nhiêu trong số quý bà con mà năm nay mà làm theo quy trình của em Khánh thì chắc là em Khánh tới đây không nhập thuốc nấm để bán cho trái nữa. Nên là các bác đừng có ý lại là ông Khánh có công thức đánh nấm hiệu quả rồi các bác cứ chờ là không được nhá. Bây giờ năm nay là không nhập nấm nữa. Được không quý bà con? Đó. Mình phun nhiều thuốc hóa học nhiều nó rất chi là ảnh hưởng đến sức khỏe dùm em Khánh. Đấy thì cây này còn đối với những các cái khu vực mà các bác mà như cánh cờ đông năng, e tó, e tân thì chỉ kéo được một cây thì dùm em Khánh là các bác đẩy thật là mạnh humic dùm em Khánh, humic cũ cộng với đạm cá hoặc là humic xong rồi các bác bỏ phân nở rồi xong các bác đổ đạm cá xong cũng được. Còn quy trình mới của em Khánh đó là humic 4:1, humic 4:1 của em Khánh thì nó có đầy đủ, em Khánh đã chia sẻ rất nhiều rồi. Cái khu vực cờ ông năng thì các bác dùm em Khánh là bỏ thêm cho em Khánh một chút lân để cho các cái chồi nách nó được đi nhiều hơn. Ở đây thì vườn này thì đầu đọt đi khá ok, nhưng mà chắc cây 1 thì cho kéo đọt chính, cây 2 thì mình sẽ kéo thêm các cái chồi nách để giúp cho cái bộ lá nó dày hơn, nó đẹp hơn nữa, mà nó nhiều lá, nó sum xê hơn nữa. Rồi, cảm ơn quý bà con rất chi là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.